vừa mới trải nghiệm xong dịch vụ của thẩm mỹ viện quốc tế Mignon. Thì Hạnh vừa mới tới đây làm filler cằm và tiêm botox hàm. Thật sự là rất là đắn đo trong cái chuyện làm đẹp luôn, tại vì mọi người hay nói là đau lắm. Mà giờ sau khi trải nghiệm thì thật sự là nó không có đau như mình nghĩ. Và dịch vụ ở đây rất là tốt, mấy anh chị tư vấn rất là nhiệt tình, mà biết mình sợ nên mấy anh chị còn làm rất là nhẹ nhàng nữa. Ai mà còn đắn đo về việc làm đẹp thì mình có thể cân nhắc tới thẩm mỹ viện quốc tế Mignon nha. Tại vì ở đây còn hỗ trợ trả góp nữa. Mình vừa được trả góp và dịch vụ tốt như thế thì cũng nên cân nhắc đúng không ạ? Xin chào, đây là chia sẻ của Hạnh, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Oh,